Con xin kính chào cộng đoàn, con xin được tiếp tục đọc cho cộng đoàn nghe những phép lạ của mẹ Maria trong tháng 5, tháng hoa kính Đức Mẹ. Trước khi vào câu chuyện của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II thì con xin được đọc hai câu danh ngôn mà con thấy cũng rất là hay. Câu danh ngôn thứ nhất, khi bạn ngừng cho đi là bạn ngừng nhận lại. Khi bạn ngừng cho đi là bạn ngừng nhận lại. Với câu danh ngôn này cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta cho cũng là lúc chúng ta nhận. Khi chúng ta cho cũng là lúc chúng ta nhận. Cuộc đời này chúng ta không thể cho. Khi chúng ta cho cũng chính là chúng ta nhận. Mà nếu chúng ta cứ muốn nhận mà lại không cho thì cũng không được. Khi bạn ngừng cho đi là bạn ngừng nhận lại. Vì thế chúng ta cũng luôn luôn tìm cách để cho đi. Luôn luôn tìm cách để chia sẻ, để cho đi. Để rồi chúng ta cũng sẽ được nhận lại. Chúa Giêsu nói một cái câu mà chúng ta nhớ đó, anh em đong cho người ta đấu nào thì Chúa cũng sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Nếu chúng ta đong cho người ta một cái đấu lớn thì Chúa sẽ đong cho chúng ta một cái đấu lớn hơn. Mà nếu mình không đong cho người ta cái đấu nào thì Chúa cũng chẳng có cái đấu nào để mà đong lại cho chúng ta. Khi chúng ta ngừng cho đi thì cũng là lúc chúng ta không nhận lại được cái gì cả. Rồi câu danh ngôn thứ hai, ngàn việc hay không bằng bớt một điều xấu. Chúng ta làm được rất là nhiều cái điều tốt nhưng mà chúng ta không bớt đi được một cái xấu nào cả. Làm được ngàn cái việc hay cũng không bằng là bỏ đi một cái nét xấu. Mà có lần con cũng kể cho ông bà nghe cái câu chuyện ông cha sở con á. Ông có được cái tài là xây nhà thờ. Xây mấy cái nhà thờ luôn. Thế thì khi con đến thăm thì ông cũng đang xây tiếp tục một cái ngôi nhà thờ nữa. Thì con có nói với ông là cha xứ giỏi quá, cha cuộc đời của cha xây được nhiều nhà thờ và mỗi một nhà thờ cứu được bao nhiêu là linh hồn. Thế thì ông có nói rằng là thầy ơi, xây được bao nhiêu cái nhà thờ mà một điếu thuốc lá bỏ không được thì cũng chẳng là gì. Thế thì nói là xây rất là nhiều nhà thờ, làm được nhiều điều tốt, nhưng mà bỏ đi một cái thói xấu nhỏ là cái việc hút thuốc mà mình cũng không bỏ được. Thì với câu danh ngôn này rất là hay này, chúng ta làm được nhiều việc tốt cũng không bằng chúng ta bỏ đi một cái thói xấu. Vì thế là chúng ta hãy cố gắng tập tự bỏ những cái thói xấu. Mà nếu mà chúng ta làm nhiều cái tốt cũng là để xin Chúa cho chúng ta bỏ đi những cái xấu. Ở ngoài xã hội thì đôi khi nó buồn cười lắm, cho vay nặng lãi như quỷ, rồi bắt chẹt người này bắt chẹt người kia. Thế nhưng mà mỗi tháng bỏ vào nhà thờ một đồng ấy, coi như hết tội. Làm gì có chuyện đó. Còn thấy đấy, còn nói cái này nó cũng vui vui nhưng mà thật sự là như vậy đấy. Nhiều người có những cái đồng tiền nó không được thanh sạch. Thế rồi đi ăn chặn người ta cả bao nhiêu tiền đấy, thế là làm bác ái một đồng hai đồng, cái coi như là ôi cuộc đời của mình làm được nhiều cái tốt quá. Trời đất ơi. Đấy. Làm được 100 cái tốt mà không bỏ được một cái xấu thì cũng chẳng là gì cả. 1000 việc hay cũng không bằng bớt đi một cái xấu. Vạn người vui chẳng bằng xoa dịu một nỗi sầu. Vui mấy thì vui, nhưng mà vui nhất là an ủi những người sầu khổ. Chúng ta vui, vui mấy vui nó cũng không bằng là làm cho một người đau khổ vui. Câu này rất là hay, chúng ta nhớ nhé. Ngàn việc hay không bằng bớt một điều xấu. Vạn người vui chẳng bằng xoa dịu một nỗi sầu. Làm hay mấy đi thì hay mà không bỏ được một cái nét xấu thì cũng chẳng làm sao. Vì thế mà cứ cướp của giết người xong bắt đầu cái cầm cái đồng tiền ấy vô dâng cúng coi xin Chúa tha tội, đâu có được. Mà thật sự cái đồng tiền dâng cúng ấy nó cũng không có thanh sạch, nó giống như đồng tiền của Cain ấy. Dâng cho Chúa bằng những cái đồng tiền không thanh sạch cũng không được. Thế thì chúng ta làm được việc tốt này, làm việc tốt kia cũng không bằng chúng ta bỏ đi những cái nét xấu. Chúng ta có nhiều niềm vui nhưng mà cái niềm vui nhất phải là an ủi, xoa dịu nỗi đau của người khác. Đấy mới là vui. Niềm vui đích thực là xoa dịu những nỗi đau cho người khác. Vì thế còn cũng động viên quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nhau chia sẻ cho những người đau khổ, cho những người nghèo. Hàng ngày thì con vẫn luôn luôn đọc kinh cầu nguyện cho các bệnh nhân, các gia đình nghèo, những người đang gặp đau khổ. Thế thì chúng ta xoa dịu những cái nỗi đau khổ của người khác. Đấy mới là vui, niềm vui đích thực. Rồi con xin được đọc một câu chuyện cũng rất là nổi tiếng của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Khi Ngài mới lên ngôi Giáo Hoàng được có 2 năm thôi là bị ám sát. Từ một vị Giáo Hoàng trẻ trung rất là khỏe mạnh, một vận động viên cơ mà. Thế mà mất 43% sức khỏe. Ngài bị một cái anh chàng nó bắn ở một cái cự ly rất là gần mà bác sĩ người ta cũng phải ngỡ ngàng là tại sao cái viên đạn ấy nó đi chệch chỉ phải 0,00mm, chỉ cần một tí xíu thôi là vỡ bằng tim.
bác sĩ người ta cũng cảm thấy rất là lạ lùng. Và Đức Thánh Giáo Hoàng ngài bị vào đúng ngày 13 tháng 5 đó, thì ngài tin rằng là Đức Mẹ đã cứu ngài. Và cũng nhân danh lòng thương xót Chúa và lòng yêu mến Đức Mẹ thì ngài khi mà tỉnh giấc câu đầu tiên là ngài xin tha cho cái kẻ đã ám sát mình. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã bị một sát thủ bắn trúng 3 phát đạn chỉ cách có 3 mét thôi. Chính cái anh chàng Aliaka này nó bắn Đức Giáo Hoàng, và khi gặp lại Đức Giáo Hoàng nó không thể tưởng tượng rằng là tại sao ngài còn sống với một sát thủ như thế, với có 3 mét như thế thôi. Nó cũng rất là ngỡ ngàng là tại sao ngài lại còn sống. Đức Giáo Hoàng đã sống sót một cách kỳ diệu. 2 năm sau, khi đã bình phục, ngài tới nhà tù viếng thăm Aliaka, kẻ đã ám sát ngài, và chúc lành cho anh ta. Chúng ta thấy cực kỳ cảm động. Cực kỳ cảm động. Xin cho chúng ta luôn luôn có những nghĩa cử đầy trìu mến với kẻ làm hại chúng ta. Đức Giáo Hoàng viết Aliaka như một người nói, như mọi người nói, là một tay sát thủ lành nghề. Điều này có nghĩa là cuộc tấn công không phải do anh ta khởi xướng, mà là do một ai đó âm mưu, một ai đó truyền khiến. Trong suốt cuộc gặp gỡ này, Aliaka cứ tiếp tục gẫm nghĩ tại sao cuộc tấn công lại có thể bất thành được chứ. Tức là anh ta cảm thấy, anh ta dĩ nhiên là anh ta là một cái kẻ sát thủ, nhưng mà anh ta cũng chỉ là bị xui khiến thôi. Với một tay sát thủ mà chỉ có 3 mét như vậy, anh ta cảm thấy không thể tưởng tượng được tại sao Đức Giáo Hoàng lại không chết. Có lẽ Aliaka trực giác thấy rằng ngoài quyền lực của mình, ngoài khả năng bắn hạ, còn có một quyền lực cao tay hơn thế nữa. Để rồi anh ta bắt đầu tìm kiếm quyền năng này. Tôi hy vọng rằng anh ta đã tìm thấy quyền năng ấy. Tức là anh ta nói là ngoài tài năng của mình, ngoài những cái sức mạnh của mình, thì anh ta nói còn một cái sức mạnh lớn hơn sức mạnh của loài người mà anh ta không thể. Một cái sức mạnh có thể là bẻ cong cái phát đạn. Có lẽ Aliaka trực giác thấy rằng ngoài quyền lực của mình, ngoài khả năng bắn hạ, còn có một quyền lực cao tay hơn thế nữa. Để rồi anh ta bắt đầu tìm kiếm quyền năng này. Đức Giáo Hoàng John Paul II là người thế nào? Chấm hỏi. Ông là một giáo hoàng kết thúc 500 năm truyền thống cố hữu. Giáo hoàng phải là người Ý. Ngài là một người Ba Lan. Đức Giáo Hoàng giao tiếp tự nhiên thoải mái bằng 10 ngôn ngữ như Ý, Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc. Đức Giáo Hoàng John Paul II là cực kỳ giỏi. Trong lễ đăng quang Giáo Hoàng, ngài đã nói chuyện trước 5.000 người tại quảng trường Thánh Phêrô bằng tiếng Ý, giọng Napoli thuần khiết. Ngài mở đầu, tôi không biết tôi có thể biểu lộ rõ ràng bằng tiếng nói của anh chị em không, bằng tiếng Ý của chúng ta không. Nếu tôi nói sai, xin anh chị em sửa cho tôi. Một tràng pháo tay dài của dân chúng nổi lên. Trong triều đại của mình, Giáo Hoàng John Paul II đã thực hiện rất nhiều chuyến công du, rất nhiều chuyến công du tới hơn 129 quốc gia. Ngài là một vị giáo hoàng rất là khỏe mạnh, nhưng mà vừa lên ngôi giáo hoàng là bị ám sát, thế là mất có thể nói 50% sức khỏe. Thế nhưng ngài cũng là vị giáo hoàng đi nhiều nhất, đi khắp nơi, đi rất là nhiều, đi nhiều nhất các chuyến công du. Và ngài cũng là vị giáo hoàng phong rất là nhiều thánh. Nói chung là ngài có nhiều kỷ lục. Trong khi tại vì Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng phản đối chiến tranh, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa cộng sản, chế độ độc tài, chủ nghĩa duy vật, các phương pháp phá thai, chủ nghĩa tương đối, chủ nghĩa tư bản, cách thức chết êm dịu và ủng hộ hòa bình, ngài cũng được coi là một trong những nguồn lực dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Ba Lan và Đông Âu. Đức Giáo Hoàng là vị giáo hoàng đầu tiên công khai xin lỗi về những lỗi lầm của giáo hội trong quá khứ, tổng cộng hơn 100 lần về những hành động sai trái của giáo hội công giáo trong quá khứ tới ngày nay. Ngài cũng là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra hòa giải với chính thống giáo Đông Phương và Do Thái giáo, Anh giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đứng ra tổ chức các cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo của các tôn giáo khác như Phật giáo, Khổng giáo, chính thống giáo Đông Phương, Do Thái giáo, Cao Đài và Hồi giáo. Có lẽ tất cả những hoạt động đem lại uy tín lớn lao cho đạo công giáo của ngài đã khiến ma quỷ nổi điên tổ chức một cuộc ám sát ngài vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Chúng ta thấy là Thiên Chúa có một cái cách kỳ lạ là Chúa dùng những cái gì thế gian cho là yếu kém. Một vị giáo hoàng khỏe mạnh thì Chúa quật cho một nhát để cho trở thành một người gọi là mang đầy bệnh tật.
Thế nhưng một người mang đầy bệnh tật thì lại làm được rất là nhiều điều. Hay như Đức Giáo Hoàng Phanxicô của chúng ta cũng vậy đấy. Ngài nghe nói là Ngài chỉ có 1 phần 3 lá phổi, Ngài bị bệnh cắt 1 phần 3 lá phổi, thế mà Ngài cũng sống được đến cái tuổi này và vẫn tiếp tục lãnh đạo giáo hội. Xin cho tất cả chúng ta luôn luôn cảm nhận được cái cách làm của Chúa. Đối với cá nhân con, nhiều khi đau ốm bệnh tật thì con cũng hay nói với Chúa, trời ơi đau bệnh này sao làm. Nhưng mà nhìn vào thì con thấy Chúa toàn chọn mấy cái người yếu yếu không à. Thế thì thôi thì mình cứ khiêm hạ, lắng nghe lời Chúa, đọc kinh cầu nguyện, rồi Chúa muốn mình làm gì mình làm cái đó. Làm việc cho Chúa là vinh quang, làm việc cho Chúa là vinh quang. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.